Xin chào quý vị và các bạn. Do sự xuất hiện của hình thế hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao, nên thời tiết miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bởi vậy, dù khối không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu chậm, nhưng nền nhiệt độ trong ngày lại giảm nhẹ 1 cho đến 2 độ, cao nhất trưa nay chỉ từ 18 cho đến 20 độ, khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn đôi chút. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa lất phất, mức nhiệt cao nhất vẫn ở ngưỡng 20 độ, nhiệt độ ngày đêm không chênh lệch quá nhiều, thấp nhất trong khoảng 16 cho đến 17 độ. Trời rét lại kèm theo mưa càng làm tăng thêm cảm giác rét buốt. Quý vị chú ý mặc trang phục ấm áp, bảo vệ cho sức khỏe của mình. Tại miền Trung, với tác động đơn thuần của gió Đông Bắc tầng thấp, mưa xuất hiện chủ yếu tại khu vực Trung Trung Bộ, lượng không quá nhiều. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng. Ban ngày nhiệt độ từ 22 cho đến 25 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào có mức nhiệt từ 25 cho đến 28 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 28 cho đến 30 độ. Tại thành phố Đà Nẵng, hôm nay mưa sẽ rả rích cả ngày. Khả năng mưa trong khoảng 80%, nhiệt độ cao nhất ngày là 27 độ. Tối và đêm nay trời lạnh, mức nhiệt hạ về chỉ còn khoảng 22 độ. Khu vực phía Nam đang có thời tiết đẹp nhất trên cả nước. Toàn vùng hầu như ít mưa, ngày nắng, đêm lại mát mẻ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là 31 độ. Tối và đêm trời mát với mức nhiệt chỉ dao động từ 23 cho đến 24 độ mà thôi. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.